Nói ở đây là mình thấy bất công, mình bị phạt, mình khác không phạt, và để cho dân đi quen rồi phạt. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ kể về một cái trải nghiệm mà không mấy vui vẻ lắm, đó là bị cảnh sát giao thông phạt và đi đóng phạt, và phải 7 ngày sau mới đi đóng phạt. Ở đó thì mình coi nha. Đây là cái biên lai đóng phạt đến đội cảnh sát 5 Sài Gòn 338B Dương Bá Trạc, phường 1 quận 8, ở trong cái hẻm Dương Bá Trạc đó các bạn. Không search Google Maps bản đồ là cũng khó kiếm á. Thì mình đi chung với hai mẹ con ở dưới Mỹ Tho lên là không biết đường, cho nên là hai mẹ con đó cứ đi theo mình thôi. Đi đóng phạt thì về, may cứ cảm ơn mình đối trước là giải phạt đó. Đi đường Nguyễn Văn Cừ, nói chung đường Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc á, cầu Nguyễn Cừ đi xuống Dương Bá Trạc thì quẹo qua rồi phải thì sẽ đến trạm cảnh sát giao thông từ trái á, vô trong cái trạm đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn, rồi sau đó mới đi vòng ra ngoài theo cái bản đồ bạn thấy đó, cầu Nguyễn Cừ, Phạm Thế Hiển, Dạ Nam và qua Nguyễn Thị Tần để mà đóng ở Việt Tiên Băng. Đây là cái cửa đầu tiên nộp giấy, đây là quyết định xử phạt lỗi là đi ngược chiều, đi ngược chiều cho dưới quê chị chơi cho các bạn này đang đợi ở ngoài, đợi ở ngoài với cái chú kia bị giam xe 40 ngày á. Đây cái lỗi của mình đây thì mình đi làm về đường Nguyễn Hữu Thọ, đây Nguyễn Hữu Thọ ngay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ với Văn Linh quận 7, thì nhiều bạn đi quận đó không biết. Thì đi đường về thì chỗ này rất là đông, thì có một số người sẽ đi đường Lê Văn Lương quẹo trái và ôm chỗ này và chạy qua, thì mình cũng đi theo tại vì thường thường mình cũng đi cái đường này, nhưng mà mình đi đúng cái luật. Thứ nhất rất là ô nhiễm, thứ nhất là thứ hai là rất kẹt xe, ô nhiễm khói bụi hít thở và nhích nhích từng chút và ai cũng lêu lề hết, chứ không phải là nói chung mình sai đúng không, mình lêu lề là mình sai nhưng mà ai cũng lêu lề và rất là nhiều người cũng đi cái đường ngược chiều như mình, như đường chỗ đường Lê Văn Lương, ôm Lê Văn Lương lên đây và ôm trái tí xíu để qua cái chỗ này đứng và đợi đèn xanh qua, thì hôm đó mình bị phạt, nhiều người khác không bị phạt. Mình có quay clip mình hỏi kèm theo là rất là nhiều người đi nhưng mà những người đó không phạt. Rồi bây giờ mình coi clip ha, để coi bạn mình hỏi rõ hơn, thì các bạn coi cái clip này, nó mình có minh họa sơ ở đường Lê Văn Lương nè, đường Nguyễn Hữu Thọ, đây mình đi cái đường đó, mình tới đây thì thay vì mình đi thẳng thì mình ôm phải qua Lê Văn Lương, thường người ta sẽ ôm phải này để ôm phải ra Nguyễn Linh, thì mình ôm phải lên đây, rồi mình ôm trái là chút xíu đi nép nép vô cái chỗ này, đi nép sát vô chỗ này, chỗ Honda Yamaha gì đó để tới đứng đợi ngã tư xe đèn đỏ để cùng qua khi mà đèn xanh thì đó, và mình bị phạt cái đó. Thì thay vì nếu như đi đúng luật thì sẽ đi theo đường xanh này đó, đường xanh này rất là kẹt xe và đông người, đơn giản vậy thôi. Và đây gọi là cái clip minh họa những cái người khác đi ngược chiều, đi ngược chiều nhưng mà không bị phạt. Các bạn để những người đi từ bên phải màn hình đi qua đó, có một người mới vừa đi phải bên phải màn hình đi qua mà mình đang đứng để mình vào đó bên phải là một người chạy qua đang chở người đó, từ bên phải chạy qua đó là đi ngược chiều theo hướng Lê Văn Lương đó để đi qua đó, để một người qua rồi này người thứ hai đó, thì mình đâu có thấy ai phạt đâu. Anh Grab này thì đi từ trên xuống đó, người này chạy đó, thứ Kiến Mỹ nè, Kiên My nè, thứ hai thứ ba gì đó, thứ ba rồi người thứ tư chạy chiếc quay đó. Cái nói ở đây là mình thấy bất công, mình bị phạt, người khác không phạt và để cho dân đi quen rồi phạt. Thì lúc đó người thứ tư nè, tư thứ năm nè, cái chị này đó, đâm lên nút giao thông này chuẩn bị khởi công làm vòng xoay rồi, chắc mấy năm nữa mới xong, 3 4 năm kẹt xe còn dài dài, kẹt xe thì người ta phải đi né né bớt, giờ sao quá tải, đúng đúng luật thì ai cũng lấy là rước bệnh cho người hết, phổi ô nhiễm môi trường nhất một chút. Rồi anh chàng này, anh này mới đi ngược là đó, thứ năm thứ sáu nè, đi ngược từ bên phải màn hình qua là đi từ hướng Lê Văn Lương lại đó. Thứ bảy nè, nó mấy người chéo chéo này cũng có một hai người đi qua đó từ bên phía Lê Văn Lương đó, đó đi chéo qua đó các bạn, hoặc là leo lề đó, sơ sơ như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ coi về cái phần đóng phạt ha. Nói chung mình bị cảnh sát giao thông phạt là đúng, nhưng mà cảm giác như mình là nạn nhân vậy, cảm thấy bất công vì những người khác không có phạt. Rồi ngày nào mình đi làm về cũng đi đường đó, và khi mình nghĩ lại cảm giác mình bị phạt á, mình thấy rất là bất công. Hứng lên thì phạt thôi, còn những người khác đi thì người ta đi trong vòng 3 phút mình quay 8 người đi ngược chiều đó không ai phạt, thì ngày khác cũng vậy à. Đúng là mình sai nhưng mà những người khác như vậy là mình cảm thấy đi qua đó mình thấy buồn đau lòng, bất công không? Bình thường thì không bắt đi 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 quá trời, bắt phải bắt hết, bắt những người khác cho người dân cảm thấy công bằng. Bây giờ để cho người ta đi theo cái thói quen đi quen rồi, rồi hứng lên là bắt, như vậy có phải là nhữ không? Nhữ cho dân phạm luật để mà khi cần thì có thể bắt
bất cứ lúc nào thì thích. Bắt ai là bắt, làm ngơ ai là làm ngơ. Thích thì tha mà thích thì bắt. Cảm tính vậy thôi. Làm cho người bị bắt người ta cảm thấy bất công, người ta tốn tiền tốn công chứ. Thì cái đó là cái phản ứng tự vệ bình thường của người dân thôi. Bây giờ không cho dân nói sao được. Dân tốn tiền mà bị nhử vô cái đó thì đi qua đó là lúc nào là bạn nào có rảnh thì đứng ngay ngã tư đó quan sát coi người ta có đi ngược chiều đúng như mình nói hay không. Người ta cứ đi lai rai vậy đó. Bắt là tốn tiền thôi. Dân chạy sao được? Dân chỉ là cái thằng xe quay bình thường. Không đi cảnh sát giao thông thì tay lái lụa rồi. Chạy đâu được? Có bản đồ vị trí Google Maps này. Có, mình có minh họa cái đường luôn. Rồi cái phần 2 này đi đóng phạt đó. Thì đóng phạt mình không có được chuyển khoản đâu. Hay là đóng một chỗ duy nhất mà phải đi hai chỗ. Đầu tiên là tới nộp cái giấy. Mình có đi cùng hai mẹ con đi từ Mỹ Tho lên đi cái cầu Phú Mỹ á, bị phạt phải đi vô cái làn xe tải cầu Phú Mỹ thì hai mẹ con không biết đường và cứ cảm ơn mình đấu đít mình cũng đi theo Google Maps thôi. Giờ dịch vụ hành chính công online làm gì bắt người ta ở Mỹ Tho ta chạy lên phải đóng phạt. Nếu như mà online thì nộp phạt trên mạng cũng được nè, chuyển tiền cũng được nè. Và nếu như có nộp thì cũng nộp một chỗ một cửa thôi. Bây giờ cầm cái giấy màu xanh đó tới chỗ phạt, nộp vô cái giấy xanh đó đúng không? Lấy một giấy khác. Rồi đi ra lấy xe, đi vòng qua cái ngân hàng chỗ khác cũng ở quận 8 đó, hoặc con đường khác. Người không biết đi đường á, mình đi theo Google Maps mới có con đường hẻm để mà đi theo. Còn không biết đường đi đường cứ đi đường ngầm Dương Bá Trạc rồi ôm qua Nguyễn Thị Tằng dưới cái dưới cầu Nguyễn Văn Cừ đó thì nó xa hơn, nó lâu hơn. Đối với người không biết thì ai cũng sẽ bị hành như vậy đâu. Mà Dương Bá Trạc nó đâu có vắng vẻ gì, nó đông lắm. Rồi tới Việt Tiên Băng nộp giấy đóng tiền rồi lấy xe rồi quay lại chỗ phạt mới lấy bằng. Đó là cái trải nghiệm của mình đó. Nói chung cái chuyện chơi vậy thôi. Bây giờ mình đâu làm gì được, mình thân cô thế cô mà, dân mà dân đen kiếm cỏ mà phận như con sâu cái kiến vậy thôi. Ta muốn làm gì làm. Cảm ơn các bạn nghe nha. Bye bye. Xin chào.